It's alright, 大丈夫大丈夫大丈夫、奇跡だって起こせる。Here we go, 行こうよ行こうよ行こうよ、翼広げ。Hello, chào tất cả mọi người, rất vui mừng quay trở lại đây.Vòng TV. Hôm nay là một buổi tối thứ 6 và mình vừa đi làm về mọi người ạ. Từ ngày mình đi làm tới giờ thì mình đi sớm và thức khuya rất là nhiều luôn. Và mình đã chợt nhận ra là mình đã bỏ bê bản thân mình rất là nhiều luôn. Thật sự là mình đã không có thời gian chăm sóc bản thân mình mọi người ạ. Đây là da mặt hiện tại của mình, mặc dù là mình đã có đánh phấn rồi nha, nhưng mà mọi người sẽ thấy là da mình hiện tại đang có nốt mụn ở đây, ở đây, ở đây, ở đây nữa, rất là nhiều mụn luôn. Thật sự mình đã không có thời gian để chăm sóc bản thân và mình chợt nhận ra là da của mình đang ngày càng xấu đi. Và thêm một điểm nữa là hàm răng này của mình cũng bắt đầu xỉn màu đi rất là nhiều và nó không còn giữ được cái màu trắng như ban đầu nữa. Nên là ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ dành ra một ngày để chăm sóc lại bản thân của mình. Và mình cũng muốn là quay lại cái quá trình này để chia sẻ với mọi người. Nên là mình đã quyết định là bật máy quay lên để quay lại cái video cho mọi người nè. Làm như thế nào để chúng ta vừa đẹp vừa khỏe từ trong ra ngoài. Các bạn nữ đừng có làm việc quá sức mà bỏ bê bản thân mình nha. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào hành trình chăm sóc bản thân nào. Let's start. Ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ làm một cái spa nho nhỏ tại nhà. Và việc đầu tiên trong list chăm sóc bản thân của mình ngày hôm nay là mình sẽ đi tẩy trang và làm sạch da mặt. Đầu tiên thì mình vừa đi làm về là mình bây giờ mình sẽ đi tẩy trang nhé mọi người nhé. Trước tiên thì mình sẽ gỡ cái mi dạ ra trước đã. Sau đó là tẩy trang thôi. Phải nói thật là sau một khoảng thời gian mà mình đi sớm về khuya ấy, thì mình da mặt của mình ngày càng xấu đi và nổi rất là nhiều mụn luôn ấy. Với lại là quầng thâm mắt của mình càng ngày càng đậm và nhìn rõ luôn đấy mọi người ạ. Nên là mình phải dùng mắt cắt để che bớt nó đi. Thật sự rất là buồn. Nên là ngày hôm nay mình quyết định là mình phải chăm sóc lại bản thân của mình thôi. Không thể nào mà để cái tình trạng này tiếp diễn được. Bắt đầu từ ngày hôm nay phải bắt đầu chăm sóc lại da, rẽ và răng thôi. Đây, mình vừa kẹp hai cái mái của mình lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem kỹ cái da mặt của mình hiện tại nha. Thật sự rất là kinh khủng luôn. Đây là cái làn da mà mình cảm thấy quá là xấu. Bây giờ mình cho mọi người xem nhé. Đây, đây là làn da hiện tại của mình này. Mọi người thấy không? Mụn này, mụn này. Đó. Đây, bên này thì chỗ trán này nổi mụn rất là nhiều luôn. Đó. Ở phần má thì cũng khá là ok, nhưng mà phần trán thì nổi rất là nhiều mụn, nhất là bên này này. Đấy. Chỗ này ngay gần mũi mình lại còn nổi mụn nữa. Ok, và mình đã tẩy trang xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa mặt và đi tắm nha mọi người. Sau khi đi về và tẩy trang sạch sẽ xong, bây giờ thì mình sẽ đi rửa mặt lại thêm một lần nữa để da mặt thật là sạch. Cái bước làm sạch da mặt đấy là một bước rất là quan trọng, bởi vì là đây là một trong số những nguyên nhân dễ gây mụn nhất mọi người. Nếu như da mặt của mọi người không có sạch thì những bụi bẩn bám trên da sẽ rất dễ làm cho da bị lên mụn luôn. Nên là nếu như bạn nào đi về muộn hay là không có thời gian skincare thì về nhà nhất định phải tẩy trang này và rửa mặt thật là sạch sẽ nha. Rửa mặt xong thì bây giờ mình sẽ tranh thủ tắm luôn nhé. Mọi người, mình đã tắm xong rồi đây mọi người ạ. Vì là ngày mai mình đừng nghĩ nên là tối nay mình sẽ không gội đầu. Chắc là mình sẽ gội đầu vào sáng ngày mai. Bước tiếp theo trong hành trình chăm sóc bản thân của mình ngày hôm nay là mình sẽ đi chăm sóc cái bộ răng của mình mọi người ạ. Đầu tiên thì mình sẽ đi đánh răng trước nha mọi người. Mình đã đánh răng xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ chính thức bắt đầu vào hành trình đi chăm sóc răng của mình nhé. Và nhân vật ngày hôm nay sẽ giúp mình làm trắng răng, đó chính là bộ kit tới từ nhà Smiley. Chăng! Và đây chính là bộ kit của nhà Smiley này mọi người. Cái bộ kit này của nhà Smiley ấy thì thật sự là mình đã nghe danh rất là nhiều rồi. Và sau khi mình xem được những cái video tham khảo của chị Mây Trang này, chị Thạch Trang, chị Quỳnh Thi thì mình đã rất là đắn đo và mình quyết định là mình đã phải nhờ người nhà của mình ở Việt Nam mua và gửi qua đây cho mình. Và mình hiện tại đã sử dụng em này được tới ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Hôm nay mình dùng là sẽ là ngày thứ 5. Và mình đã thấy cái răng của mình nó có nhiều thay đổi rõ rệt luôn đấy mọi người. Vì vậy là mình quyết định là mình sẽ phải cho cái em này vào cái vlog này để chia sẻ với mọi người.
Ok, giờ thì mình sẽ sử dụng cái bộ kit này cho mọi người xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem bên trong bộ kit này có những gì nhé. Bên trong bộ kit này thì có 3 ống gel làm trắng răng, một khuôn dẻo và một đèn led giúp thúc đẩy quá trình làm trắng răng. Đầu tiên thì mình sẽ lắp cái miếng nhựa dẻo này vào trong máy. Đây, sau khi lắp xong thì nó sẽ trông như này này mọi người. Đấy. Và để sử dụng thì mình sẽ dùng cái tuýp gel làm trắng răng này để bóp lên trên cái em máy như thế này này. Mình sẽ bóp vào như này, theo cái vòng này ở đây, ở mặt trên và mặt dưới. Ok, và mình đã bóp xong cái lượng gel vừa phải lên trên cái em máy rồi. Bây giờ thì mình sẽ khởi động em máy này lên nhá. Đây, nó sẽ sáng màu này, sau đó thì mọi người sẽ ngậm em này trong tầm khoảng 15 phút. Lúc sử dụng cái máy này thì mình sẽ đi làm việc khác để giết thời gian nha. A few minutes later. 15 phút đã trôi qua rồi, bây giờ thì mình sẽ tháo máy ra nha. 15 phút đã trôi qua rồi, bây giờ thì mình sẽ súc miệng lại bằng nước nha. Sau khi súc miệng bằng nước xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vệ sinh cái máy làm trắng răng nhé. Để vệ sinh thì mọi người chỉ việc tháo miếng nhựa dẻo ra và vệ sinh lại với nước sạch. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem hàm răng của mình sau khi sử dụng bộ kit ngày thứ 5 nhé. Hôm nay là ngày thứ 5 mà mình đã sử dụng bộ kit này rồi. Và mình cũng đã chụp cái răng của mình trước và sau khi mình sử dụng cái sản phẩm được 5 ngày. Mình sẽ để ảnh ở đây cho mọi người dễ tham khảo để xem răng của mình trắng lên từng ngày như thế nào nhé. Như mọi người thấy thì răng mình đã lên được tận 3 tôn, từ tôn số 7 lên tôn số 4. Tốc độ lên tôn của mỗi người là khác nhau vì còn do cơ địa và thực phẩm mọi người ăn hàng ngày nữa. Nhưng mà mình chắc chắn là nếu mọi người sử dụng cái bộ kit này thì chắc chắn sẽ lên tôn nha. Và cái ưu điểm mình rất là thích ở cái bộ kit này ấy, đó chính là rất là nhỏ gọn nè, giúp mọi người giảm được chi phí làm răng định kỳ, tự chăm sóc và làm trắng da tại nhà mà không cần tới nha sĩ. Mua một lần thì mọi người có thể sử dụng được tới tận 5 năm lận cơ mọi người ạ. Nếu mà sử dụng hết gel ấy thì mọi người chỉ cần mua gel riêng thôi. Mình nghĩ là rất là đáng để đầu tư luôn đó. Và một điểm mà mình thật sự rất là thích của cái bộ kit này đó chính là những thành phần trong gel làm trắng thì 100% là từ tự nhiên, nên là mọi người có thể yên tâm vì nó ăn vào nó sức khỏe nha. Sắp tới đây thôi thì giá sale của bộ kit này sẽ chỉ còn 550k, mà còn được tặng thêm một món quà là xịt thâm miệng kèm 3 miếng dán duy trì độ trắng nữa. À mà đợt này mà mọi người có mua thì kênh mình sẽ có mã dành riêng cho mọi người nha, hời hơn luôn đó nha. Nếu như bạn nào đang tự ti về răng ố vàng như mình ấy, đặc biệt là những bạn nào nghiện cà phê thì có thể tham khảo bộ kit này nha. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì bước tiếp theo trong việc chăm sóc bản thân của mình đó chính là chăm sóc body sau khi tắm mọi người ạ. Sau khi tắm xong thì mình có thói quen là sẽ bôi lotion lên da để cho da được căng bóng và thơm. Cái bước tiếp theo trong hành trình chăm sóc bản thân ngày hôm nay đó chính là chăm sóc da mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ đắp mặt nạ để dưỡng ẩm cho da nhé mọi người nhé. Thường thì mình sẽ đắp mặt nạ trong tầm 20 phút. Trước đây mình thường bỏ ra đắp mặt nạ 3 lần một tuần, nhưng mà từ lúc mình đi làm đến giờ mình rất là lười luôn, nên là hầu như một tuần có 7 ngày thì chắc mình chỉ có đắp một lần thôi. Có những tuần thì mình cũng không thèm đắp hết, nên là da của mình rất là khô và nó đã lên mụn mọi người ạ. Cái mặt nạ nó hơi to hơn mặt của mình một xíu, nên là khi đắp nó có hơi mắc cười, mọi người thông cảm nha. Few inches later. Sau 20 phút bây giờ thì mình sẽ tháo mặt nạ ra nha. Đắp mặt nạ xong rồi bây giờ thì mình sẽ skin care nha mọi người. Từ ngày mình đi làm tới giờ ấy thì mình phải công nhận một điều là cái việc skin care thật sự nó rất là quan trọng đối với mình luôn. Có những cái hôm mà mình đi làm về mệt mà mình lười, mình không có thèm skin care mọi người, là sau cái hôm đấy là mặt mình bắt đầu nổi mụn luôn. Mình da mặt của mình là da dầu, nhưng mà vào mùa đông ấy thì nó rất là khô luôn, nên là nếu mà không cấp ẩm đủ ấy thì da của mình sẽ rất là dễ lên mụn. Vì vậy là dạo gần đây thì mình bắt đầu đang chăm việc skin care trở lại vào buổi tối. Mình cũng không có dám bỏ việc skin care nữa, bởi vì là nếu mà bỏ ấy thì da của mình nó sẽ bị mụn và bị gặp rất là nhiều trường hợp luôn ý. Và đây là da mặt của mình sau khi skin care này mọi người. Giờ thì đi ngủ tôi nhiều. Mọi người bây giờ thì mình sẽ đi ngủ nha mọi người, để ngày mai có một sức khỏe thật là tốt và mắt không có bị thâm. Thì mình xin phép mọi người hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm nha. Hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai nhé. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Hello mọi người, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Mọi người cùng mình dậy và đánh răng rửa mặt nhé.
Điều đầu tiên mỗi sáng sớm mà mình thường làm đó chính là bổ sung một tít collagen. Sau đó thì mình sẽ đi ăn sáng. Sáng ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu bữa sáng bằng hai lát bánh mì và sữa tươi không đường. Mình sẽ vừa ăn sáng và vừa làm việc nha mọi người. Mọi người có thấy dạo gần đây mình gầy đi không? Mình đã nghe rất là nhiều người nói mình là từ lúc mình đi làm đến giờ ấy, thì mình rất là gầy đi. Nhưng mà đúng thật mọi người, mình đã gầy một tận 2 cân luôn. Vì vậy là từ cái lúc đó thì mình đang cố gắng là sáng nào cũng ăn sáng, ăn đủ 3 bữa sáng, trưa, tối để tăng cân và giữ được cân nặng ổn định. Mình thấy việc ăn uống cũng là một việc rất là quan trọng trong hành trình chăm sóc bản thân luôn. Bởi vì là nếu như mọi người ăn uống không có đầy đủ ấy, thì mọi người sẽ gầy đi và không có sức để làm việc hoặc là đi học luôn đó mọi người. Nên là nếu như bạn nào bận trong việc đi học, đi làm thì mọi người cũng đừng quên là phải ăn uống đầy đủ nha. Bởi vì là phải ăn uống đầy đủ thì mọi người mới có sức để đi làm và đi học ấy. Nên là mấy bà nhớ đừng có bỏ bữa nha. Sau khi ăn uống no nê xong thì bây giờ mình sẽ đi gội đầu và mình sẽ tiếp tục với hành trình đi chăm sóc tóc nha mọi người. Dạo gần đây mình hay thức khuya nên là tóc của mình đã rụng thì càng rụng hơn luôn ấy. Vì vậy là dạo gần đây thì mình đang dùng những cái sản phẩm mà chống rụng tóc và giúp kích thích mọc tóc. Sau khi gội đầu xong thì mình sẽ lau khô tóc và sấy tóc nha. Trong cái phần chăm sóc tóc này thì đầu tiên mình sẽ chỉ hơi sấy nhẹ tóc một chút và để tóc còn ẩm. Sau đó thì mình sẽ thoa tinh dầu bưởi lên để cho tóc đỡ bị rụng và kích thích mọc tóc. Sau đó thì mình sẽ lại bật máy sấy lên và sấy khô tóc. Sau khi sấy khô tóc xong thì mình sẽ chải cho tóc được mượt ra và bước cuối cùng là mình sẽ bôi dầu dưỡng tóc vô để cho tóc của mình nó được suông mượt và không có bị chẻ ngọn. Tóc của mình thì đã can thiệp rất là nhiều, nào là nhuộm tóc này, nào là ép điện này, nên là tóc của mình bị hư tổn rất là nhiều luôn. Vì vậy là mình phải chăm sóc cái tóc của mình thật là kỹ, nếu không mà nó rụng chắc mình hói luôn đó mọi người. Hello mọi người, thì vừa nãy mình đã làm xong tất cả những cái việc mình cần làm vào buổi sáng rồi. Và bước tiếp theo trong quá trình chăm sóc bản thân đó chính là đi giải stress mọi người ạ. Và xíu nữa thì mình sẽ có hẹn đi chơi với bạn người Hàn của mình. Nên là giờ mình sẽ đi chuẩn bị để đi gặp bạn người Hàn của mình nhé. Chìn chú mắn chú chăm phong chơi chú ngô má. Chìn chú mắn chú hoát cam hơi xin nê má. Chìn chú mắn chú xí hoa có trong ngôi má. Chúc phúc luyến ngọt tình ca,愿我会揸火箭带你到天空去，在太空中两人住，活到一千岁都一般心醉，有你在身边多乐趣。Hello mọi người ơi, mình đã đi chơi về rồi mọi người ạ. À. Bây giờ bên Hàn đang là 10 giờ hơn 10 giờ rồi. Và vừa nãy thì mình mới skin care xong, bây giờ thì mình tính đi ngủ. Và mình nghĩ là cái hành trình chăm sóc bản thân của mình đến đây cũng đã là kết thúc rồi mọi người ạ. Mình đã thực hiện được tất cả những cái mục tiêu chăm sóc bản thân đã đề ra. Và mình nghĩ là giờ thì mình sẽ tắt điện và đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới đây mọi người ạ. Mai lại là chủ nhật và ngày kia mình lại phải đi làm mọi người ơi. Mình không hiểu sao nhá, bình thường đi làm thì thời gian nó cũng rất là chậm luôn, nhưng mà cái cuối tuần qua 2 ngày cái veo phát hết luôn mọi người, không hiểu vì sao luôn. Mặc dù là có nhiều lúc hơi kiểu áp lực một chút nhưng mà phải cố gắng thôi chứ sao giờ. Và mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình và những chia sẻ của mình nhá. Và video này đây của mình cũng khá là dài rồi. Nếu như bạn đã thích video này của mình thì nhớ cho mình một like, share, subscribe kênh của mình nha. Cú tóc chuôi tóc xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người những video sau nhé.